Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc lá Bồ Đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bí Phượng kính mời quý vị theo dõi Nhạc lá Bồ Đề. Chương trình tuần này chủ đề Tích Đức mới là điều tốt nhất do Tú Linh và đoàn Hữu Dũng thực hiện từ Charlotte, North Carolina. Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề với câu chuyện Tích Đức mới là điều tốt nhất. Chuyện do viên Hùng Sưu Tâm, Tú Linh tóm lược và trình bày. Kính mời quý vị theo dõi. Nhiều người mong muốn con cháu của mình được sống sung túc, lo làm việc, kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp, danh vọng. Nhưng cuối cùng, không mấy ai hiểu rằng Tích Đức mới là tốt nhất. Ta có thể để lại cho đời sau. Thời nhà Tống, của một phú hộ giàu có, nhờ biết khôn khéo buôn bán làm ăn, tích được nhiều tiền bạc, tiêu ba đời không hết. Phú hộ nghĩ rằng mình thê thiếp không thiếu, con cháu cũng nhiều, của cải cứ phải lo kiếm thật nhiều và cần có thêm chức tước để sau này vẽ vang dòng họ cho con cháu tự hào trước bàn dân thiên hạ. Bởi vậy, Phú Hộ đã tìm cách lo lót và có được một chức tước nhỏ. Số tiền lo lót cũng không phải ít, nên phú hộ lại tính toán làm sao để bù đắp lại gấp trăm, gấp ngàn lần, để lại cho con cháu. Nghĩ là làm, vị quan mới nhậm chức, không tiếc thủ đoạn, để vơ đầy túi tham, bóc lột dân nghèo, tiếng khổ thang ai oán cả một vùng. Một ngày nọ, trên đường lên kinh thành, vị tân quang không may gặp cơn lốc xoáy liền ra lệnh cho tùy tùng tìm nơi trú ẩn may thay trên đường có một ngôi chùa nhỏ tất cả đều vào đó tránh cơn lốc xoáy ngôi chùa nhìn ngoài hoang vắng và tiêu điều dù vẫn có người hương khói quang vào trong và gặp một sư thầy cùng chú tiểu họ là hai người duy nhất ở nơi đây sư thầy mời quang ngồi đàm đạo uống chén trà, chờ cơn lốc xoáy đi qua rồi hãy lên đường. Quang thấy sư thầy cốt cách phi thường, thoát tục, bèn nhân dịp giải bày hoàn cảnh và gia thế của mình. Vất vả thế nào từ xưa để có của cải, rồi giờ có chút chức tước, cũng thấy không dễ gì. Sư thầy mỉm cười hỏi, nếu mệt mỏi như thế, sao ngày không buông đi? vẫn cố bám giữ để làm gì? Quang lắc đầu. Tôi buông sau được thầy. Tôi còn bao nhiêu thê thiếp. Và con cháu tại gia. Họ cần tôi. Lo toan chu toàn. Tiền tài và danh vọng. Đó là những thứ tôi đang nỗ lực để kiếm về. Để đảm bảo cho họ sau này. Sư thầy nghe vậy thở dài. ngài nhầm rồi. Đó không phải là thứ tốt để lại cho con cháu mà ngược lại điều ngày nên tích lũy cho họ chính là đức tiền tài tiêu mấy cũng hết danh vọng không ai biết trước thế nào vì thời thế sẽ thay đổi người nhiều của mà thiếu đức sớm muộn của cải sẽ tiêu tan chưa kể bệnh tật tai ương sinh lão bệnh tử vốn là quy luật không thể cưỡng lại đối với người thường ngài vì tiền của danh vọng mà phạm bao nhiêu điều ác, không nên. Liệu còn có đức để cho bản thân hay không, mà nói là để cho con cháu. Ngày làm vậy chỉ thêm hại mình, hại họ. Nếu không sớm tịnh ngộ, thì e rằng sau này hối hận cũng đã quá muộn rồi. Nói xong, sư thầy bèn chỉ vào chiếc gương tròn, đã cũ, nhưng vẫn rất sáng để trên tường. Quang nhìn theo hướng thì thấy cảnh một số người lam lũ, đối khổ hoặc bị bắt đạn, gặp vận rủi, bỏ mạng. Nhìn rất thảm thương, chưa kịp hỏi thì sư thầy nói tiếp, đây chính là thế hệ sau của Ngài. Vì đời trước không tích đức mà toàn gây nghiệp xấu nên đời sau phải chịu khổ sở như vậy đấy. Ngài tích lũy của cải đủ cho mấy đời. Nhưng liệu họ có thể bảo toàn được tài sản đó không? Nghe sư thầy nói xong, Quang như tịnh cơn mê, vội đứng dậy bái lạy. Thì thoát cái, mọi thứ biến mất, mọi người nhìn quanh, lóc xoáy đã tan. Tất cả đang đứng trên đất trống, thay vì ở trong chùa. Sau khi từ kinh thành trở về, vị Quang đã cố gắng tu chỉnh bản thân và sống có đạo hơn thậm chí còn mở kho thóc cứu đối dân nghèo cấp lương thực cho những ai cần về già ngài vẫn sống thanh liêm và rất thọ của cải đem phân phát gần hết nhưng bù lại con cháu đều công thành danh toại và gặp nhiều may mắn vị quan cảm tạ ơn điểm của sư thầy có lẽ là một vị bồ tát cứu khổ cứu nạn vậy còn điều gì tốt đẹp hơn đối với bậc làm cha mẹ nên để lại điều gì cho con cái của cải vật chất trong đời này sẽ không kéo dài mãi mãi những đứa con có thể phung phí tiền bạc mà cha mẹ để lại cho chúng thậm chí cuối cùng có thể trở thành thói hư tật xấu nhưng nếu cha mẹ để lại trí tuệ và đạo lý làm người con cái họ có thể tạo ra của cải cho chính chúng khi cha mẹ tích đức hành thiện cả đời và để lại mỹ đức cho con cái, phúc báo sẽ được lâu dài và tạo phúc cho con cháu họ về sau. Người không có đức không chỉ bản thân khó hưởng thụ được cuộc sống xa hoa lâu dài mà còn có thể để lại tai họa cho đời sau. Người có phước đức, ngoài việc được người đời kính trọng, còn để lại phúc đức cho con cháu, bởi vậy người xưa cho rằng Hành thiện tích đức mới là nguồn gốc của hết thảy hạnh phúc đời người. Ai cũng sẽ có lúc sai lầm hay làm tổn thương người này, người khác. Nhiều khi việc làm hại người khác là do vô ý, nhưng cũng có khi là do cố tình. Thế nhưng, xét đúng nghĩa về phúc đức theo luật nhân quả báo ứng thì nhất định không sai. Việc tích đức không chỉ là đơn giản là ta không hại người khác. Những ai đã và đang dùng tài năng để làm việc thiện, chắc chắn họ sẽ tích được phước đức, tài lộc. Nhưng chẳng may họ dùng quyền lực để làm những việc xấu ác, cướp của, cướp đất của dân lành, thì lâu dần sẽ làm tổn hại âm đức, bệnh đoạn, mà gia tộc cũng có thể tiêu vong. Phận con người khi được sinh ra giống như tờ giấy trắng, hãy biết sống thiện và đừng sống ác đã làm việc thiện phải xuất phát từ tâm nếu tâm không thiện thì dù có vung tiền của cứu giúp ngàn người sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu chính tâm chân thiện dù không có tiền làm việc thiện nhưng đôi khi chỉ cần một nụ cười hay một cái nắm tay chân thành cũng đủ để tích âm đức rồi kính thưa quý vị, nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến 2 2gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.